Tràng Chứng Minh và Trì Vi Giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Đạo Tràng đã cùng giới Nhật Quỳnh lấy bái tha thọ Trì Vi Giới mà chúng con đã trong sạch được ra. Chúng con kính đến tất cả chư thiên, nhất là ủng hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gautama được bình dự lâu dài. Chúng con cũng kính nhân quả phước này đến với chư tâm đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trời duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính lễ ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh mến chào Giang Nhật Hà, mến chào Thi An Lạc, mến chào Sức Hạnh Kiểm, mến chào Nguyên Trần, kính chào anh Phan Văn Liên, chào Karuna, mến chào Sức Thiện Vũ, mến chào Như Quang, kính chào Tâm Hạnh, kính chào Hiển Mộng, kính chào Bảo Khanh. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thịnh phật. Trước khi đạo tràng chúng ta điều tâm giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng, và Nhật Quỳnh kính mời quý vị trong đầu lại đưa những bàn tay cũng như có thể chết chắc lên, thì Nhật Quỳnh xin đạo tràng quý vị ráng ủng hộ Nhật Quỳnh. Hôm nay Nhật Quỳnh hết pin rồi quý vị ơi. Dạ, Nhật Quỳnh cố gắng hết sức rồi, xin quý vị hoan hỷ Nhật Quỳnh. Dạ, tạo chị Metta vào đạo tràng. Chị Metta ơi, ráng giúp cho Nhật Quỳnh dạy câu hỏi nha. Hôm nay Nhật Quỳnh hết pin. Dạ, mến chào xin. Nam mô Bích Hà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá, Nam mô Ta Sa Phá Gà Quà A Ra Ha Tô Ma Sàm Bù Tham Mô Ta Sa Phá Gà Tô A Ra Ha Tô Sàm Ma Sàm Bù Ta Sa Nam Mô Ta Sa Phá Gà Vào Arahato Samma Sambuddhassa. Ramaca lo ca ti bát tê sa ham bát tê ca tam cha lê an ta war ang aya san tê ta sap tap bara chap kha cha ti ca đê sê tu thanh nu cầm bi măng ba chăng sa ma phê đi mi na dành cha ca dân suốt tanh cha băng a phi thăm ma chậm măng a cơ ta dành tơ ta tu sát cha đăng đăng bập bở thành này dê và rì sa dạ mặt chen phạm thiên vần người khẩn khoản phật nhận lãnh chẳng nhị hai biết lòng mở đạo dạy đời nhằm vườn lộc giả ngày thuyết pháp đạo càng đệ tử cơ này thinh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vụ dư niết bàn. Rồi từ đó mở ma 45 hạ giang một lòng trăm thối năm điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ăn phục cặp đám mưa rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh này thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi gặp đi tối mê cầu được trí trí về an toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang tranh tịnh, con xin thay mặt thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Liễu Tông từ bi thử âm thanh nè.
Kính dâng mít lên Ngài ạ. Nam mô Tát Pha Hoa Tổ A Ra Hà Tổ Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Pha Hoa Tổ Pháp Tổ A Ra Hà Tổ Sam Ma Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Hoa Quá Tổ A Ra Hà Tổ Sam Ma Sam Bồ Tát Mô Bồ Tát Gia Chư Tôn Giả. Kính thưa cha cần chư nam mình xin trong đạo, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bồ Tát. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, con nghe âm thanh ngày rõ mà con thấy trong đạo tràng cũng nghe âm thanh ngày rõ. Dạ, Nam Mô Bụt Thai. Dạ, dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý mời những câu chết chắc. Quỳnh già ơi, Quỳnh hôm nay có thể làm thị giả cho Ngài được không? Quỳnh Giang Nhật Hà, cứu Nhật Quỳnh bữa nay đi. Dạ, à, mến chào chiếc lá mùa xuân. Dạ, kính chào, kính an vừa vào đạo tràng Nhật Quỳnh. Kính mời bà ai cũng nhờ mời những câu chát của quý vị. Quỳnh Giang Nhật Hà kêu lâu cứu Nhật Quỳnh bữa đi. Quỳnh Giang Nhật Hà cho câu hỏi cũng như ban lái xe. Dạ, thì thôi đành chịu biết sao giờ. Nhật Quỳnh một lần nữa kính mời bằng tay những mời câu chết chắc của quý vị. Không có hỏi với con, xin phép được hỏi trước ạ. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị có thể càng rồi có ý tưởng câu hỏi giúp giùm Nhật Quỳnh nha. Hoặc là có thể làm thị giả Nhật Quỳnh. Dạ, bạch ngài, con nghe có một vị kia kìa nói với con vậy nè. Ông cha mẹ của vị này mất nên là ông cha 49 ngày hoặc là 3 tháng 10 ngày để cầu cho được siêu thoát. Vậy con kính bạch ngài, mình ăn chay có giúp được người thân mình khi qua đời, có giúp được người thân mình vào cảnh giới an vui không bạch ngài? Con cung thỉnh ngài chỉ dạy dẫn rõ thêm cho chúng con được rõ hơn. Con kính nhân quýt đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy và Chư Tôn Ngài Giả. Kính thưa quý vị, thật sự ra đó, thân nhân mình mà chết thì chết rồi đó, mình đi về đâu? Nhưng cái phước hay nhất là mình tạo phước rồi mình nào hướng phần phước báo đó. Thật sự cái chuyện ăn chay nó không có phước gì cả, nó thật sự với quý vị vậy đó. Chứ còn mình có khả năng bao nhiêu của mình để bắt mỗi ngày một sư hay gì, rồi mình hồi hướng phước báo cho cái người đã qua vãng, thì cái cơ hội họ nhận được nhiều gấp mấy lần mình nguyện cái này nguyện cái nọ hồi hướng cho họ. Thường cái đó rất là khó thành công. Cái chuyện ăn chay là điện, nghĩa là mình theo cái một cái hệ của bên bắc truyền. Cái chuyện đó là bởi mình nhớ chúng ta nên học cái điều gì đã ghi trong kinh điển. Những cái chuyện mà không có ghi trong điển thì mình để qua được chúng ta không. Thật sự là bên Phật giáo năm truyền mấy ông sư nguyên thủy vẫn có chạy như thường chứ không phải không. Đó là những trường hợp đi hành thiền ở bãi thăm. Thì thường thường thì họ có liệt kê một số cái chuyện để mình tránh cho ngạ quỷ gì nó tới nó kiếm chuyện mình. Không ăn đậu, không ăn một số chuyện gì đó, hay là thịt hay gì đó. Thì vẫn có phải ăn chay như thường để cái pháp hành của mình nó có sự tiện lợi. Chứ không phải ăn chay là được cái nọ thì cái chuyện nó không thấy trong kinh điển nói. Còn cái bên đó họ nguyện ăn chay nguyện gì thì chúng
không có ý kiến nhiều, bởi vì mình làm cái chuyện mà nó có ích, nó phát sinh được lợi lộc thì mình nên làm. Còn cái chuyện gì mình nghe người ta nói mình không có gì chắc chắn, tốn thì giờ làm gì. Tại vì bố mẹ và trời, tại sao mình không làm phước mà mình không có tiền đó? Thì mình kiếm cái chùa nào được kể đó là mình làm những cái phước khác. Để mình tới đó mình thiên thọ tam nguyên ngũ giới, rồi mình chùa hay làm gì kia, chùa ư mình chữ này kia em xong, nó vẫn tạo được phước báo nhiều hơn cái chuyện mày. Thì nên nhớ chuyện đó. Bởi vì trong 10 phương pháp đó, có nhiều chuyện mình không có cần tiền bạc thì mình vẫn làm được như thường. Đừng nghĩ tiền mới bố thí được, không, không cần, không cần thiết. Nếu biết cách làm thì mới làm được như thường. Còn mình không biết cách làm tiền mà mình bỏ ra đó, nhiều khi nó còn phung phí hơn là cái chuyện mà mình biết cái cách. Nhiều tiền mình biết cách vẫn có phước, còn không biết cách rồi đã bỏ tiền. Dạ, sao thành kính lại tri ân ngài câu hỏi của dạ năm một tai giá à một lần nữa nhục bình kính hoặc những tai quý vị kính mời quý vị có thể chúng ta được một hôm nay rất là hữu ích để học chỗ nào chưa hiểu, và quý vị có thắc mắc gì về Phật pháp thì quý vị có thể đưa lên câu hỏi. Dạ, thảo luận quý vị đạo tràng quý Nhật Quỳnh được học hỏi nhiều hơn. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con cũng chưa thấy câu hỏi. Dạ, con kính bạch ngài, có một hôm con nghe có một nói là ngày rằm tháng 9 là cái ngày của Đức Thế Tôn giảng A Huy Á trên cung trời Đao Lợi. Dạ, không như vậy là có đúng không bạch ngài? Dạ, ngài Đức Thế Tôn giảng A Huy Tâm Má trên cung trời đó, ngày nào và tháng nào bạch ngài? Dạ, nhân mít ngài, ngài chỉ dạy cho con ạ. À, kính nhân mít đến ngài. Nam Mô Bụt Thầy. À, dạ, kính bạch chị, dạ, kính thưa chị quý vị, như giờ phải thì phải, nhưng mà chúng tôi không có rõ, thường thường chúng tôi có thể mấy cái đó. Cái vấn đề đó là nó có nhiều cái chuyện mà liên quan tới Đức Phật mà chúng ta không thể chứng minh được, nhưng mà cái chuyện chúng ta làm được là chúng ta dựa vào những cái lời mà để lại của các vị mà kết tập tâm tạng. Nên nhớ đó, cái hạ thứ bảy đó là ngã nó ra chưa là thị giả của Đức Phật, thì ngài không, và ngài cũng không thấy cho nói ngài đi lên cung trời để nghe Đức Phật thuyết pháp cả, thuyết gì pháp cả. Nhưng mà khi mà cái tập tâm tạng chính ngài Ananda nói rằng, nói với tất cả chư tăng đó 499 vị mà đang làm vô tạng, chính ngài xác nhận là chính tay ngài nghe từ miệng của Đức, của từ kim bố Đức Thế Tôn 82.000 pháp, còn 2.000 pháp nghe từ các bậc hòa mạnh. Đó. Thì mình đi nhớ là ngài thuyết pháp ở cõi này chứ không có còn trên cung trời ngài thuyết cho ai đó, chuyện nó miễn bàn ha. Có thể càng thuyết chơi hay là độ gì chư thiên là thân là mẹ của Bồ Tát, cái chuyện đó thì bình thường mình không có bàn. Theo lời của ta thì Đức Phật thuyết ở cái cõi này nghe tới lỗ tai mình à. Chứ không phải, nhưng mà quý vị nên nhớ đó, khi mà kết tập tâm tạng đó là cái chuyện để cái điều mà của Đức đã giáo truyền trong vòng 45 năm của ngài, nhưng nó là một cái trở ngại rất lớn cho những người ít có thể ít có trí tuệ mà nhớ chuyện ăn. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Bởi vì các ngài kết tập tâm tạng là ngài tùy theo cái nghĩa là cái câu văn mà Đức đã thành là trường bộ kinh, trung bộ kinh, rồi trong tăng
chi là một cha chi, pháp hai chi, pháp ba chi. Nhưng quý vị nên nhớ là Đức Phật thiết thứ tự như vậy, nên nhớ chuyện đó. Không phải ngài thiết là pháp một chi như vậy rồi chi ba chi, cái đó Đức Phật có thiết. Bởi vì Đức khi thiết tới thì cái người đó lọt vào cái vọng trí của ngài, mà lọt vào vọng trí của ngài cái kiểu nào thì ngài thiết cái pháp loại đó thôi. Chứ ngài không có bao giờ ngài nói đây là thiết trường bộ kinh cho nghe, ngài không có chuyện đó, là không có. Nên nhớ chuyện đó. À, nó khi mà thiết bây giờ đó mình học theo tuần tự, tức là pháp một chi, pháp hai chi, pháp ba chi. Nhưng mà những cái pháp đó nó không nó liên lạc với nhau theo cái nghĩa của nó. Bởi vì Đức Phật không thể nào thiết một cái bài rất dài cho một hai vị, một vị nào đó, không có. Thiết rất là nghe vắn tắt chứ không có nhiều. Vị đó bởi vì cái ba mặt họ đầy họ đắc. Thành ra đó đều là những cái chư tăng cần tử cùng với chư tăng ngày thời buổi này là vậy. Thành ra cái chuyện mà lật ra đọc trường bộ kinh mà một trường bộ kinh mà kia thì chúng ta đọc không hiểu gì cả. Bởi vì thứ nhất là trí tuệ mình chưa tới, cái thứ hai đó ngài thuyết không phải theo cái tuần tự như vậy. Nhớ thành ra khi mình học thì mình phải học, nhưng mà khi mình học rồi mình phải đắn đo suy nghĩ đàng hoàng, nhưng theo một số cái chiều hướng để mình biết có thể mình thu thập được hay không. Chứ ra rồi đọc bài kinh thứ một thấy hay là đọc hai ba lần, rồi không thấy không hay đọc lần, hay là lật tăng chi bộ kinh ra để học pháp một chi, pháp hai chi, nó rất là nguy hiểm cho mình. Là mình cứ tưởng mình làm vậy là phải học như vậy, học vậy giờ tốn thì giờ mà nhiều khi không có dính vào được cái não trạng của mình đó. Thành ra nên học cái gì đó thì phải nên tìm quý vị thầy đi, hay móc túi hỏi. Chứ còn mình bây giờ mình mua nguyên tâm lật được đọc thì dễ hiểu thì đọc nhiều, không hiểu đâu, cái đó là tốn thì giờ vô. Nam mô Bích Thầy dạ. Sa thủ lành thai, con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã giảng dạy câu hỏi của con, và con rất là tri ân ngài. Dạ Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ nhiều kính chào huynh tu học Phật pháp và quý anh em về vào đạo tràng, và quý giáo hữu về vào đạo tràng. Dạ bây giờ thì nhục kính mời tay cũng như mời những câu kết chắc của quý vị ạ. À. Dạ kính mời đạo tràng. Dạ huynh tu học Phật pháp ơi, cứu nhục Quỳnh đi, hôm nay nhục Quỳnh hết pin rồi Quỳnh ơi. Hết pin rồi nên là huynh cứu giùm nhục Quỳnh. Quỳnh đặt những câu hỏi xong trong thời gian đó, nếu có câu chết chát lên thì huynh làm thị cho ngài Nhật Quỳnh một hôm được không huynh? Huynh tu học Phật pháp có sẵn chưa? Có thể mà cho câu hỏi và làm thị giả cho ngài giúp giùm Nhật Quỳnh một lát được không? Alo. Dạ, sa thú kính cảm ơn huynh rất là nhiều. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khả Giá. Con kính đảnh lễ sư Lữ Tông, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, và xin mến chào quý đạo hữu rung. Thì trong khi mà ở trong trong rung mình chưa có anh chị em nào mà post những cái câu hỏi lên đó, thì con xin nêu những cái vấn đề sư giảng dạy để tránh cái thời gian. Cái vấn đề đầu tiên á, thưa sư, là ở trong đạo Phật thường có đến hai cái chữ pháp tánh lại pháp tướng á, thưa sư, thì xin sư giảng và phân biệt về cái pháp tánh với pháp tướng là nó khác nhau như thế nào, thưa sư. Thì như con học về vi diệu pháp thì con nhớ rằng là nói về pháp tánh thì các pháp nó chỉ có ba tánh thôi, đó là tánh thiện nè, tánh bất thiện, là tánh vô. Còn nói về tướng thì con thấy nó chỉ có cái tam tướng thôi. Thì như vậy thì không biết nó có bị thiếu hay là đủ nào, là xin sư giải thêm pháp tánh với là chữ pháp tướng ở trong giáo lý đạo Phật là ám chỉ tới cái điều gì. Dạ con kính
gửi mít. Nam mô Bụt Đà Đà Gia Kinh Bạch Chư Tổng Hiện Giả Kinh Chư Sư Quý Vị. Cái đó là sau này các nhà giải hoặc là các vị trưởng tướng lão người ta đọc. Chứ giống như chúng tôi nói nãy là Đức Phật đâu có đề án kinh điển đâu mà phải cho đọc ra một số đề có tánh của tướng không có. Khi nào lọt ra giọng trí Đức Phật lại vài câu rất là giám tắc và vị đó có khả năng hiểu biết. Hiểu biết nếu mình dựa vào một số cái điều kiện hiểu biết như thế là đúng thì mình thấy rõ ràng mình dựa vào cái 16 tuệ minh sát mình sẽ thấy là thứ nhất là phân biệt được, cái thứ hai là phân biệt tìm hiểu cái nhân duyên của nó, và cái thứ ba là tìm hiểu một số vấn đề liên quan tới những pháp mà nó theo đuổi nhau rồi sang như thế nào đó em. Là đi tới cuối cùng là đi nếu đúng đi ra luôn chứ không thấy chỗ nào nó tính này tính gì hết, không thấy. Mà bây giờ sau này đặt ra để cho nó dễ hiểu, để ta dạy nó dễ, nhưng mà cái đó là nhớ đó nó rất là nguy hiểm, bởi vì cái chuyện mà mình hiểu kinh đó là một cái chuyện mà rất là khó khăn chứ nó không phải chuyện dễ, bởi vì Phật thuyết pháp vào khoảng thời đó thì có cái mà ông có thể tên nhu quý bà chị tên nhu rồi nghe mới có khả năng là thẩm thấu được những cái chuyện mà Đức Phật dạy, còn mình thì không có khả năng, thấy không? Thành ra bây giờ tại sao mình học mà cần phải giải sớ giải rồi có lời giải của các bậc mà lão thông sau này gọi là ánh giá đó ha, nó thành ra mình giờ dựa đó mà mình dựa vào đó mình chấp nhiều cái điều kiện bên ngoài đó hay bên hông rồi này kim trùm đó nó làm cho mình càng rối bù thôi, thành hiểu Phật pháp cho nó dễ dàng thì mình hiểu một số vấn đề mà liên quan tới những cái điều được ghi trong cái những cái bài kinh liên quan tới pháp hành của Đức Phật đó. Ví dụ bài kinh tới niệm xứ đó. Quý vị nên nhớ đó, quý vị muốn biết mình hiểu tứ niệm xứ hay không rất dễ dàng như thế nào. Một đối tượng khi phát sinh, quý vị có thể quán thân quán thọ tâm quán pháp đều được thì cái đó quý vị mới là hiểu cái bài kinh tứ niệm xứ, chứ còn không mà quý vị vô mà cứ nói là cái này tôi chỉ niệm thân chứ tôi không có niệm mấy kia, cái đó là quý vị chưa tới cái mức mà có thể hành được thiền tứ niệm xứ. Nhưng mà trong thiền tứ niệm xứ, ngay cả trong những cái lời giải thích về điều kinh đó không biệt tính tướng gì cả, thấy này người ta phải bài đặt để vẽ ra vẽ ung sùm vậy đó chứ không có, bởi vì lý do đó một khi mà mình cái chế định về bằng chế định ngôn ngữ đi nữa thì nó sẽ lắp cái thực tính pháp của nó. Thành ra quý vị cần học càng nhiều những cái chế định như vậy thì quý vị càng lúc sâu vào cái những cái pháp hành quý vị đang có thôi. Thành ra nên suy nghĩ lại những cái điều kiện đó, mình không có khả năng đọc trực tiếp vào tâm tạng kinh điển, đồng ý, nhưng mà mình phải lựa những chú giải nào họ giải thích, nghĩa là mình có thể mình nghe mình hiểu được, mình đọc mình hiểu được thì nên theo cái đó. Chứ còn bây giờ mình theo chuyện mà bên hông bên cạnh rồi này kia rồi giải thích này nọ rồi này kia nó rất là phiền phức, bởi vì quý vị nên nhớ đó, lời dạy của Đức Phật á, ngài dạy rất là vắn tắt, rồi sau này người ta muốn cho người ta hiểu người ta phải thêm chú giải, thêm chớ giải đủ thứ chuyện đó. Mà đủ thứ chuyện vậy đó mình thôi mà không phải đi tới cái nơi mà mình đó. Thành ra những cái danh từ mà nếu mình cảm thấy nó khó khăn thì mình nên tìm hiểu hai chuyện thôi, thứ nhất định và thứ hai chế định có thực tinh có pháp, chế định có một nửa hoặc là chế định có thực tinh pháp. Mình đang ở chỗ mình chỉ cần theo như vậy thôi rồi mình có thể mình đi rất xa. Chứ còn bây giờ tướng biết tánh biết rồi cái gì biết ông sùm cái chuyện đó nó phí thì giờ mà nó làm cho cái đầu óc mình nhiều khi nó tỉnh luôn không chừng. Nam mô Bụt Đà Đà Gia.
Nam mô Bụt Thà. Dạ, dạ con kính cảm ơn sư về cái lời chia sẻ vừa rồi. Dạ thì cũng sẵn ngay cái này vì trong kinh xứ hay là ở trong vi diệu pháp thì đều nói tới là cái gọi là cái thực tánh, nhưng mà có nhiều chỗ thì áp dụng chỗ thì lại viết chữ là như vậy, thì hai cái chữ mà thực tánh và thực tướng nó có khác nhau hay không thưa sư? Nó khác như thế nào? Dạ xin sư là quan hỷ từ bi chỉ dạy thêm cái việc mà giữa cái chữ là thực và cái chữ thực tướng nó khác như thế nào, và mình có cần phải phân biệt hay không thưa sư, hay nó chỉ là điều đáng chỉ là thá thầm mát hay thôi? Còn kính kính cho sư chỉ dạy. Nam mô Bụt Thà. Kinh bạch chọn gì hai cái nó khác nhau. Thực tánh lý do cái trạng thái của cái chi pháp và thực tánh pháp á. Còn cái thực tướng là cái điều kiện để mình nhận dạng ra cái kia đó. Chứ nó không có, mà nó không có giúp đâu. Nó tự giống như tôi nói nãy là nếu mình dựa vào những một số cái điều kiện về ngôn ngữ nhiều quá thì mình sẽ không thấy cái kia, bởi vì ngôn ngữ đó là một loại chế định. Nhưng mà chế định thì phải biết chế định nó thực tính pháp hay không, có thực tính pháp và chế định không có thực tính thì mà phải biết cái điều đó nó mới có. Nghe nói chế định như thực tính pháp, thật sự có những cái chế định không có thực tính pháp, có những cái chế định chỉ có một lượng pháp thôi. Cái đó là cái chúng ta cần biết. Còn bây giờ mình có thể mình gọi cái trạng thái là nhưng mà cái điều kiện mà nó hiện nó nghĩa là nó làm cho mình nhận dạng được qua mắt của lưỡi thân, mình gọi là thực tướng, thì chị không có giúp ít gì nhiều cho cái người mà đang hạ thủ cả. Bởi hạ thủ khôn mình phải tìm để mình hiểu những cái điều kiện đó nó như thế nào thì nó mất thì giờ thôi, chứ nó không có giúp ích gì được nhiều đó. Thì làm sao mình, đầu tiên là mình phải coi cái kinh pháp đó nó có thực tánh 100% hay không. Nếu mà nó có thực tánh 100% thì cái đó có thể dùng làm đối tượng của thiền và minh sát được. Nhưng mà nếu thực tánh nó chỉ có một nửa thực tánh, cái đó chỉ có hành thiền chỉ được mà thôi, hoặc là đỡ trong cái một số cái điều kiện về thiền minh sát mà thôi, chứ không có hành thiền minh sát được. Thì cái đó mới là cái mình đang hiểu. Nam mô Bụt Thà. Dạ. Nam mô Bụt Thà. Dạ. Dạ con kính cảm ơn sư ạ. Sư nói rằng là trong của thiền quán thì nó là cái pháp mà nó có thực tính. Nhưng mà thưa sư, là cái thiền tứ niệm xứ có thiền về 32 cái, mà niệm 32 thể trược thì chỉ hoàn toàn là bằng tưởng thôi, chứ làm sao mà thấy một cách gọi là thấy ở trên thực tánh pháp. Cho dù là như mình niệm đất, nhưng mà rõ ràng là ví dụ như những cái cơ phận đó ở trong người của mình, mà những cái cơ phận đó nó ở trong người của mình đâu có thấy trực tiếp, mình đâu có tiếp xúc trực tiếp để nhận ra được cái pháp thực tính. Như vậy thì niệm 32 thể trược đó là ở trên tưởng, tức là pháp chế định, nhưng mà vẫn là đối của thiền tứ niệm. Vậy thì chỗ này mình như thế nào thưa sư? Dạ con những gửi mic để cho sư chỉ dạy rõ hơn về vấn đề này ạ. Một bữa tài gian bạch chưa tàu nghe giả kính thưa kiểu gì, trong một số cái đề mục phần nhận thân là đề mục vừa hành thiền chỉ được mà vừa hành thiền. Bây giờ ví dụ mình niệm được hay là mình niệm về tứ đại, niệm gì không biết, thì mình niệm đất thì nó sẽ xuất hiện hai chuyện. Một là mình chỉ biết chế định là đất là bình thường đó. Nhưng mà cái thứ hai nó xuất hiện cái thực tinh pháp là gì? Đất là cứng hay mềm? Thì cái mà xuất hiện là cứng hay mềm là chuyện khác, mà cái mà xuất hiện không xuất hiện gì cả, hoặc là cái niệm thông thường, hay là nói cái chuyện mà niệm về thể trình, niệm về xác chết thì dễ hiểu được. Quý vị vô quý vị nhìn nó sẽ có ba chuyện nó xảy ra. Chuyện thứ nhất, cái niệm mít nó phát sanh đó, nó liên quan sắc. Cái thứ hai, cái niệm mít nó phát sanh liên quan giao bản,
Và cái thứ ba, cái niêm yết nó phát sanh liên quan tới pháp. Thì bây giờ nếu mà người khác chết mà mình cái niêm yết mình nó xuất hiện là màu sắc thì mình hành cái pháp về cà si ná. Còn nếu mình dơ bẩn thì mình hành về pháp. Nhưng mà nếu mà nó liên hệ tới thực tinh pháp thì thấy cứng hay mềm hay là áo thì mình thấy nó theo cái thực tính mà mình phải phát giác ra được đó, thì lúc đó mới hành thiện minh giác được, chứ không phải mình niệm niệm rồi rốt ruột rồi chỉ có niệm như vậy là nó thành thiền chỉ không. Nếu thành thiền chỉ không đi hành xong rồi hành thiện minh giác thì không vẫn được như thường. Là tại sao? Bởi vì khi mình hành đó, nó là đối tượng thiền chỉ đối với mình đó, mà mình hành tới cái mức cận định đi, mình nói cận định thì nó hiện ra năm chi thiền. Mà nếu mà năm chi thiền đó thì mình dùng chi thiền để mình quán về cái thì nó vẫn là đi tới cái nơi tới cuối cùng được. Cái sao? Thành những cái đối tượng trong bài kinh tứ niệm xứ đều có khả năng đưa đi tới cái nơi cuối cùng hết. Ăn thua cái mặt của mình đủ hay không đủ mà thôi. Dù rằng cái đối tượng đó mình nghĩ là thiền chỉ đi nữa, nó vẫn đưa đi tới nơi như thường. Phật mới đưa là đối tượng trong bài kinh tứ niệm xứ, nó dẫn đi tới nơi như thường, chứ không phải là nó như vậy không. Nó chỉ hành thiền ngài sẽ để bên 40 với trời đẹp, cái ngày 7 hành một mà liên quan tới thiền mình sẽ. Nam mô Bụt. Dạ, kính cảm ơn sư. Vậy thôi chứ bây giờ là trong nói rằng là đất thì cái đó là niệm bên tứ đại. Phật cái nhận được cái pháp thực tính niệm mà 32 cái thể, ví dụ như là mình niệm lại cái gì là đây là xương là thận là tủy là tim gan hoành cách mô, thì tất cả những cái cơ hoàn toàn là mình không có thấy được, mình không có tiếp xúc được, thấy bằng tưởng thôi, thì phải cái niệm mà ban những cái cơ phận ở trong cơ thể của mình đó, là mình đang niệm, là mình đang tu tập bằng thiền. Có đúng mức trợ sư làm rõ hơn về vấn đề này à? Tại vì những cái cơ nào mà chúng ta tiếp với nó được cả à, mà không thì chúng ta thấy bằng tưởng như vậy thì nó mà đối tượng chế định thì nó là thiệt à, có như vậy hay không? Dạ, con à, dạ kính mật của hồng hiền, dạ kính thiệt ba mai trẻ trượt lúc đó, ban đầu cái một đầu tiên thì cây xã lô ma nó cả chỗ thì mình niệm cây xã vậy đó, thì cái gì nó phát sanh, cái niêm mít gì nó phát sanh, niêm mít tu thiền chỉ hay là niêm mít tu thiền lô ma cũng vậy. Ông ba má nó có đất thì nào nó phát sanh là thực tinh pháp mà nó phát pháp thì một cái thì chỉ chứ có để làm sao mình niệm mà hết có cái khả năng, nghĩa là cái khả năng chúng tôi nói đây không phải là cái anh của mình liên quan tới điều nào, thì khi mà mình dùng cái mục đó thì nó cái đó nó sẽ giúp cho mình phát triển theo cái đó. Còn như trường hợp cái đó làm mà nó không có cái gì đó, nó không có liên hệ tới cái điều cái cá tánh của mình là một, nó cũng không liên hệ, thành ra mình niệm hoài không thấy gì, mới trình pháp đã đổi đối tượng cho mình, chứ còn không mình niệm năm này tháng nọ cũng vậy thôi, không có gì đó. Bởi vì đó là lý được là vậy đó. Cái dễ hiểu. Còn nếu là phí thời gian thôi. Bởi vậy cái mà quan cũng có nó
mà quan sát sự chuyển động của gió phát sanh tâm. Bali gọi là chitta chá quan. Đó. Mình không có khả năng để mình thành ra mình phải đưa vào cái bộ. Nhưng mà nếu mình dính không như thế bao giờ làm được gì cả, đứng một chỗ rồi bỏ đường thì về thôi. Chứ nếu mình nhận thấy được cái chuyển động đó chất đó do tâm mới được chứ không. Bởi trong những cái nhân mà chưa thành lên ngang dọc thì một số chuyện kia nó có, thì mình chỉ thấy được một chuyện là chuyển động anh thì mình cũng thấy, bởi vì là nó phát triển cái lọc. Còn nếu nó phát tranh do phải thời tiết thì tiểu sinh của cái điều kiện, nếu nó phát tranh do tâm thì nó phát tranh theo. Thì nếu mình không học, mình thấy được bất cứ cái đề mục gì đó, nên nó không làm sao không hay. Đó lý do tại sao mà trong mê cái trong ba mái trường người ta mới chia năm 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 rồi điểm bên cho thấy có thể những cái mình thấy nó không rõ, những cái sao những cái đầu không phải là để thấy cái niêm mít đó rồi mình làm theo dáng phải. Mà tại sao phải niệm tới tám hai ít ba la mật hay là ít cái thầy cái thầy niệm tất cả tốn cho tháng ta có đều được hiện thông nhiều vậy, chỉ cần một hai một tức là tới mười chuyện là ít nhất là cái tâm người ta nó có thể nó gọi là nó lắng xuống cái sự tự mặt tạo lực. Ta mới đọc cái đề tờ mượn khác, bây giờ cũng thấy có thể được cái gian sao không thể làm được gì hết, thì họ đổi đối tượng thế mình đi thế được mình đi từ đâu luôn. Thú con kính tri ân sư ạ, đã chỉ dạy phần mà vừa rồi cái 32 cái thể trực đề mục trong cái thì, như là sư có nói hồi nhiều lần rồi, cái thấy mà thường có cái người thường á, người phàm bình thường là thấy ở trên cái chế định thôi, trên cái nghĩa thôi. Còn cái quan trọng là phải thấy ở trên biển ở trong thì cái ví dụ là có những cái vị là chỉ nghe mà chỉ là giảng trên chế định thôi, trên cái mặt hình thức thì là chế định chính. Còn lấy ví dụ như là ngày tất cả ngày chú lá bằng tác thường của cái khăn từ ăn là sạch thành dơ, nhưng mà ngài vẫn chứng đắc vậy, thì cái chỗ này nó liên hệ như thế. Kiếm sinh sư chỉ dạy thêm về cái vấn đề hiểu rõ về cái liên hệ giữa cái từ cái sự chế định được cái con gửi là Nam Mô Bức Thầy Gia Kinh Bồng Hèn Gia Kinh Thừa Chư. Quý vị vô đầu chúng tôi đã nói rồi, trong cái tâm thạng kinh điển đó Đức Phật nói rất là ngắn đối với những cái người mà đã tới nơi tới chỗ, họ không có diễn giải cho mình. Nhưng khi theo chú
giải số chuyện sau này mình mới có thể mình giải thích được cái đó. Này mình không hiểu, hiểu lầm rất là nhiều. Chúng ta thí dụ vậy đi để hiểu cái kia. Như nói mấy tụ có quà, nói chứ đừng như nói gì, phải không? Nhưng mà phải hiểu chúng ta thực tinh mà đấy. Nghĩa là ngày 81 cái tâm hiệp thế gì, cái ngày em thấy đó, ngày chỉ thấy một cái đi cái nhĩ thức, cái tai ngày đang nghe chuyện đó gì, như mấy tâm sở đi thành vào đó để nghe thấy đó. Thành ra cái chữ dê mà hai tụ hôm qua tức là khổ đế tập đế, nhờ mình nói theo cái tổng quát về chế định ngày sở tại nghe thấy là thấy một cái tâm lúc đó ngày đó, đó. Chứ ngày đâu có thấy hết cái khổ đế có nhân là tập đế được, phải không? Bởi vì khổ đế nó tới cả tâm nghiệp tham cái gì đó trong trong cái số đó chứ. Thì cái ông kia cũng vậy, họ nói là họ thấy cái giờ đó, nhưng mà họ thấy cái giữa tâm gì, nếu mà không thấy cái điều kiện tâm như cái gì mà nó chỉ nó tạo quả được đó. Bởi đắc đức là thấy tư thấy cả nhân duyên trong đó, thấy một lần là tam tạng cho những cái người mà cái lọt về cái dũng trí của ngài. Bây giờ mình học là cả một cái vấn đề rất là nhiều khê đối với mình, mà mình cứ học phải học chứ không phải nói thế nào, học riết cái chán bỏ thôi chứ có thấy gì đâu. Không chuyện rất là dễ hiểu vậy, có nhiều người nghe không? Hay là chẳng có liên mà lá ra Đức Phật nói gì, nói câu gì. Mình chỉ nghe nói là ngươi chưa dừng, ta dừng lại rồi, nghe nói vậy là mình tưởng nó đơn chạy rồi dừng, không phải. Có những cái phiền não nó đã dừng lại. Những cái phiền não đó là gì? Nói theo tứ tứ thanh đế tới ông nghe, thì cái phiền não đó là gì? Tham nó làm cho những cái điều kiện mà ông muốn có gì, được cái điều mà ông đó, là đó là khổ đế. Thì bên giờ ông về đó, cái tâm mình hay nhanh lắm, nói ra nói cái vắng ổn gì đâu, nghe ổn gì. Nếu mà không thấy thì pháp chân để nào thành tựu, nếu lúc nào cũng thấy thành tựu chế định diễn giải. Ví dụ 84.000 không lại dùng chế định để diễn tả những cái đó, chúng ta ở bài kinh nói gì? Nếu mình đọc mà mình không bắt được pháp rồi thì không bao giờ mình làm mạnh được gì cả. Thì nó bắt buộc mình phải nắm được cái thực tính pháp, mà cái thực tính pháp đó không phải tất cả những cái điều mình nghĩ được, mà chỉ không phải là rồi cái mới bắt đầu tích tắc được đó thôi. Thành ra muốn những cái chuyện như vậy để biết chứ không phải là thông tin thế nào rồi chỉ hiểu được chế thôi, và muốn cái mức là thánh đạo đó nên sắc trước sắc rồi mới đi từ từ lên. Cái vậy cái nào là danh, cái nào là danh, cái danh gì đó là sắc. Chứ còn mình nói định sao đắc được, nhưng dùng cái ấy lúc đó, đó.
Cái lúc đó đó ông không nhìn cái thấy mà nhìn cái tâm đó thôi. Đó là nhân của ngài các bạn bạn đặt là của ngài cũng vậy. Thầy mất tha giá và con đại vừa rồi thì xin mời ở trong đọc như anh chị xin mời anh chị chúng ta dừng lại chút xíu để cho các anh chị chúng mời các anh chị mời sư cả thưa sư ạ. Ra câu hỏi cứ gõ lên là chúng ta sẽ đọc ưu tiên cho vậy thì thôi các chị tiếp đi rồi sao chúng mời nick nguyên như vậy ha. Nam mô Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và nguyên như con xin kính lãnh lễ ngài Liễu Tông, con xin kính lãnh lễ ngài Trí Đức. Chào đạo tràng và bạch sư, nguyên như cũng có là khi mà mình hành thiền thì có nhiều người nói với nhiều công nó bị cái tâm nó cứ nghĩ lui, thí dụ như học gì pháp học này kia đó nghĩ tu thiền thì không có hành được, thì con mới nói là vậy mấy anh cũng đi ăn rồi mấy anh đi nghe thiền cũng được mà tại sao pháp nhưng mà có người thì lại nói con á là nhiều khi á mình người ta cái thiền cái định đối nào trong thành ra đâu phải ai mình cũng kêu đi học pháp được. Nếu mà như vậy có thiệt là nên đi học pháp trước, cái đó là một cái quy củ chung, phải tùy theo người ta trong quá khứ là người ta trong quá khứ như thế nào. Minh bạch này dạ kính thưa cho quý vị, đây là lời đối với các người phải làm. Tập thứ nhất, thứ hai quý bạch sơn nà thu ra, thứ hai nói thế, và mình không thấy như bây giờ nhớ lại cái thời xưa mình tới ngày thi tài gì nào thì tài thì nói mình học qua như chuyện mà nó cho một phần rất là nhỏ trong những cái mình học mà thôi mà tại vậy. À, bởi vì không học nhiều thì thi rớt, nên học phải học cho hết. Còn vô đó gặp đề thi thì học đi. Nói chuyện nó nhớ cái chuyện là phải học chứ làm sao không học. Không học chúng tôi không thấy người có cái gì rất là mắc cười. Là sao? Biết tâm sở cũng không rành, sắc cũng không rõ mà muốn học duyên hệ, muốn học duyên khởi, học để làm gì? Nếu mình không phải không nói không học được giao người ta không học là không đúng, người ta vẫn học tại vì trong quá khứ người ta học đã nhiều. Làm được. Trong quá khứ mình cũng không học, ngay cả hiện tại mình không học. Lâu lâu mình nói là không phi lý vô ích mà thôi, cái gì cũng phải học hết đó. Khi mà hồi nãy có nói có lẽ cô như không có để cái bộ đó nên nhớ không có dạy từ đầu nên nhớ chuyện
Ngài gặp nào đó thì lọt vào giọng trí của Ngài để Ngài dạy một chuyện đó mà thôi. Các chư tăng kết tập lại, họ mới sắp xếp. Cái nào khó thì ngắn vô bộ rồi tăng chi tương và chia thông, không có chỗ nào mà nói Phật tử lần này hai pháp ba pháp lại bốn chi nhiều cũng có chứ đó. Nhưng mà khi chấp rồi mình là ngày học đọc trùng kinh học vậy nó hơn, mình không áp dụng vào đời sống được, vào cái chuyện hàng ngày của mình được, cho nên mình hành không không ra gì lại, bởi vì hiểu đâu có tới. Mà khi ngay cái khi người ta viết lại giải tập tứ luận thì học là trong các trường pháp ở Thái Miến Điện á, họ dạy là chương 1, chương 6, chương 3, chương 7. Đó. Là vô là 1, 2, 3, 4, không có. Viết sách cái thứ tự mà đời nó đã làm vậy rồi. Nó phải chương gì. Nhưng mà mình là nó phải học hết, bởi vì tâm trạng từ đầu tới đuôi không có chỗ nào có tâm có chắc ở ba chương khác nhưng mà là gì đó. Mình nói là cái sắc này nó khác kia đó nào mà chị sợ không? Phải biết cách học thì mình mới làm, không biết cách học đấy. Mà chuyện mà học mà có thể học hành được, nó thật sự không biết gì là không biết chứ không được chứ. Nói những gì từ nhớ cũng phải học, cái gì cũng phải học hết. Chắc cô ở nhà chỉ đi không học thằng cơm vừa khác, chứ đừng nói đi ra trường mà nói không học rồi làm gì vậy. Thành ra cái người nào mà nghe nói không học thì có thể hành được, quý vị nên đánh trả những người đó đi, bởi vì đời vô ích mà không phù hợp. Cái điều đó là khi không giờ tin không giờ bỏ, phải y vào lực, y vào pháp. Nghe đúng này là dạ. Còn nếu không thì cứ bỏ, nhưng không hợp mà hành được là không đồng mô với thầy chứ. Một với thầy một tham mô dạ muốn một câu hỏi kế tiếp bạch ngài là trong cái quyết xuất thí là trong thì người ta là con thấy là nó phải có cái thiền định đi trước, mà cái thiền định này không phải như mình có giống mình định là rửa chén cơm, như con nghe nhiều người nói là cứ giá định mình từ trên trời ấy, thì cái định này không phải là như vậy, mà mình học thiền định của thầy rồi từ đó mới có thể của Phật giáo hay là gọi là thiền Vipassana, chứ không phải là tự nhiên mình chạy vô cái mình ngồi thiền định Vipassana được. Rồi có một cái nhánh nữa thì lại nói là trong cái kinh thì có những người họ vô Vipassana thẳng gọi là thiền khô, thì có bao nhiêu phần trăm như cái bài kinh nó nói, thì con thấy cứ 10 cứ 20 cứ cãi qua cãi lại. Như bạch ngài, ngài có thể thích cho tôi về phần vấn đề này, tại vì con thấy ngay cả các vị sư cũng có những cái ý kiến khác nhau về bạch ngài, và con xin nhân mít lại cho ngài.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư quý vị, thí dụ thiên mà hết phước xuống nó bình, ông ta lớn lên ông ta hành cái gì thấy hành thiện minh sát được, bởi vì ông kiếp trước mấy ông đã đắc được sanh làm phạm thiên rồi, ông còn hành ấy. Còn có những người đó, người ta không thiện mấy ta cũng gieo duyên tiến tử năm xứ thì sanh làm chư thiên rồi đã nó xuống, thì bây giờ cũng hành thiện chỉ cũng không được. Nhưng mà rất tiếc thời này chúng ta không có gặp được những cái vị mà nhìn mình biết mình từ đâu ra không. Thành ra thường thường đó mấy vị thiền sư mới cho một cái đề mục, nghĩa là đề mục có thể hành thiền chỉ được, có thể hành thiền minh sát. Thì một hai ngày lên trình pháp mà thấy cái niêm mít của mình nó nghiêng về thiền minh sát thì cái vị đó biểu mình hành thiền minh sát. Mà nếu cái đó cái niêm mít thành thuộc về thiền chỉ thì họ kêu mình hành thiền chỉ tiếp tục. À. Nhưng mà bây giờ đó mình thì họ biểu mình chuyển tiền minh sát bằng cách quán các chi pháp, các chi thiền gì khi mà tôi này có tầm có tứ rồi kia là quán cái đó cũng có thể là tùy theo cái điều kiện của chúng sanh đó và cái khả năng của vị thiền sư. Vị thiền sư nào vô đây nhất định là hành thiền minh sát, cái đó là được lắm. Mà vị thiền sư vô đây phải hành thiền chỉ mới được, không thể nào mà nhìn ra cái người đó ngoại trừ Đức Phật mà thôi. Thành ra họ mới cho một số cái đề mục để họ thử xem cái người này, cái tiền nghiệp họ là thuộc loại nào. Thành ra khi mà cho cái đề mục vừa là thiền chỉ vừa là thiền sát, người ta sẽ cho ông thì biết người này thuộc loại nào, trước đã từng có kinh nghiệm nào, thì đó mới đổi được. Quý vị nào mà nói thật sự đó, trình thiện mà nói ở đây chỉ niệm tâm, ở đây chỉ niệm thọ, không khi quý vị nên bỏ chạy đi. Thiền minh sát, thiền tứ niệm xứ, một đốt thiện, tùy theo cá tánh và tiền nghiệp của người đó có thể hành niệm thân cũng được, hoặc niệm thọ cũng được, hoặc niệm pháp, hoặc là niệm tâm cũng được. Chứ không căn cứ gì là Phật, Đức Phật không có dạy điều đó. Thành ra tùy theo cái cá tánh của người đó, thấy cái đó, nhưng mà họ như vậy thì họ sẽ theo cách này, nhưng mà người khác cũng thấy như vậy là cách không thấy quản giống như kia được. Mô Bích Thầy giá. Dạ, con xin tri ân lời dạy của ngài. Dạ, con ít lại cho đạo tràng. Sa thú, sa thú, sa thú. Nam tha giá. Dạ, con thay một lời dạy vừa rồi của dạ, xin mời các anh chị khác cứ những cái vấn đề để cho sư giảng dạy. Con kính mời sư uống nước trà. Dạ, như vậy thì Lâm vẫn chưa có người đưa lên đó, thì con sẽ gửi một cái vấn đề khác lên nữa, đó là cái đề mục mà sắc hư không đó, tôi sư, tức là cái akasa rupa, cái sắc hư không là akasa rupa. Nhưng mà cái ở trong cái pháp chế định đó, thì nó cũng cái hư không chế định, tức là cái akasa panyati. Như vậy thì hai cái này nó có bị mâu thuẫn hay không? Tức là ở trong pháp thực tính đó, trong 28 sắc pháp đó, thì nó có cái sắc hư không hay là sắc giao giới đó, tức là cái akasa rupa. Nhưng mà trong cái 13 pháp chế định đó, thì nó có hư
thì mình phải uống nó khác nhau như thế nào? Dạ con kính gửi bích gia sư chỉ dạy rõ về vấn đề này ạ. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn hàng giả kính thưa cho quý vị, hai cái này nó khác nhau rất là xa. Sắc hư không luân thiền chỉ là một cái dùng mà nó không có giới hạn của nó. Còn cái sắc hư không trong thiền minh sát nó có giới hạn và nó là giới hạn của những cái sắc khác. Hai cái khác nhau rất là xa. Cái phân biệt. Dù rằng mình nói tới hư không, không nhưng mà cái khác để mình hạ thủ công phu khi mình làm thiền đó, cái sắc hư không trong thiền chỉ đó thì cái sắc hạn và không sự sinh nhiệt. Còn cái sắc giao giới hay sắc hư không trong thiền minh sát nó có giới hạn và có sinh nhiệt. Hai cái rất khác nhau, là nó mình phải vừa đó để mình biết nó là cái chế định. Tôi thấy cái ta chế định cái tên vậy là mình cho nó giống nhau là không có giống. Một vị thầy vậy. Dạ, dạ con kính tri ân sư. Dạ, đây cũng là hai cái chữ, tuy nó cùng một cái chữ là Akasa, nhưng mà cái nghĩa tùy theo nó có cái ngữ cảnh nó khác nhau. Thì con cũng muốn tìm hiểu ở trên pháp học thôi, chứ còn mấy cái vấn đề này thì con không có, chưa có đụng được đụng tới. Dạ, không có đụng tới rồi. Dạ, thì ở trong đạo Phật á, thông thường thì cái chữ trí tuệ là mình phải cái pháp thực tánh, hay là thấy được một trong cái tam tướng, cái tướng sanh, cái tướng diệt, và cuối cùng là thấy được cái tướng đế, thì cái đó mới là cái trí tuệ. Chứ còn những cái hiểu biết khác á, thì nó chưa phải gọi là cái, có thể là họ hiểu rất là nhiều, họ rất là thông minh, nhưng mà nó không đúng là như vậy. Thì là cái trí tuệ ở trong thiền là thấy cái gì? Tâm mạnh, tâm trong đó, nhưng mà ở trong cái tâm đại là thấy được cái khi đó, đó là trí tuệ trong nhà Phật đó. Thì như con được học thì là mình phải thấy được là cái pháp thực tính, thấy được tam tướng và thấy được tứ đế. Nhưng mà trong cái thiền định là trong những cái tâm đáo đại sắc giới hay là vô sắc giới, thấy được cái gì mà để gọi là trí tuệ? Con thì chỉ dạy rõ về vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch tôn hàng giả kính thưa thầy quý vị, mà trí tuệ là của trong Phật giáo không có tâm sở trí tuệ mà chỉ có tâm sở tuệ quyền thôi. Bình duyên tri tê ta chi cả, anh nhớ chuyện đó. Thành ra cái bình duyên tri tê ta chi cả đó nó có hai chuyện. Cái chuyện mà để có đủ năng lực để hành thì minh sát đúng mức là nó đi luôn chứ nó không có dừng lại. Còn có đủ năng lực đi luôn thì cái đó là trí tuệ hiệp thế, trí tuệ của những tâm thiền. Nên mình nói trí tuệ là mình nói theo cái cách của mấy thầy bên đó chứ còn ở bên trong nguyên thủy thì quý vị nói là phải nói cho nó đúng là tâm sở tuệ quyền. Tức là chữ in sư giá là nó là cái gì rồi, tức là cái loại tâm khả năng như vậy thì mới được. Thành ra khi một cái trí tuệ đó là nó bắt được thực tính pháp đi luôn, mà nó bắt pháp thì nó chỉ nằm ở trên đầu chứ không đi. Và cái thứ hai nữa đó thì cái trí tuệ nó cũng có hai loại. Để mà thiên về cái giáo pháp để đi ra đó, nó khác. Trí tuệ khác, ví dụ như mấy người ông này ông nọ rồi chế ra cái đại chế kia mà đầu tiên mà chưa ai nghĩ ra, mà ông nghĩ ra để thì ông tiền có trí tuệ, nhưng mà cái trí tuệ đó chỉ để đầu tư cho luân hồi mà thôi, chứ không phải để đầu tư cho ra khỏi luân hồi. Còn cái trí tuệ mà được mình tu tập được nhiều kiếp theo cái lời dạy của một vị giác ngộ nào đó thì cái trí tuệ đó mới có khả năng dẫn chúng ta đi ra. Chứ còn
cái loại trí tuệ kia thì không có, mà loại trí tuệ kia thời buổi này nó nhiều lắm. Quý vị thấy nhiều khi ngồi nghĩ thao chưa chuyện lắm thành đó. Nhưng mà quý vị nên phân biệt, pháp Đức Phật chỉ có tầm sở tuệ quyền chứ không có tầm sở trí tuệ. Khi nói trí tuệ không giống ai, tập vô bích thầy á. Nam mô Bụt Thà, dạ, dạ con kính cảm ơn sư ạ. Dạ, như vậy là cái như vậy thì đó thưa sư, như vậy thì rõ ràng là trong cái định đó, nó không có chắc, là nó khác. Thì nếu như cái định mà vẫn chưa có thấy được cái pháp thực tánh, mà chưa có thấy được một trong cái tam tướng, thì như vậy thì cái định bao nhiêu có trí tuệ, có phải như vậy không? Còn lấy ví dụ là hai cái bậc đạo sư của các mà bộ thì chứng cái thiện định rất là cao, như là vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, nhưng mà vẫn được coi như là vẫn chưa có trí tuệ. Thậm chí là cái trí tuệ mà hiệp thế cũng không thể được coi là có được, phải không thưa sư? Tại vì chứ nó không thấy được pháp, thấy tam tướng, không hiểu về tứ, thì đó cũng đâu có thể gọi là cái hiệp thế ở trong nhà Phật, phải không thưa sư? Dạ. Xin sư nói hơn một chút về cái vấn đề này ạ. Nam mô Bụt Thà, dạ, kinh bạch, dạ, kinh thưa quý vị. Quý vị nên nhớ đó, nhiều khi người dùng chữ trong giáo pháp Đức Phật nó khác mà mình không để ý. Thí dụ như mình nói là giới định tuệ đi, mình dịch ra tiếng Việt giới định tuệ, người ta cứ nói là xỉn mà thí, nói cái đó là không có đúng. Đức Phật khi mà dạy cho chư tăng đó, tu tập giới định tuệ, ngài dùng chữ à thí sĩ lá, à thí chịt tại đi, à thí bành nhà gì cả, là nhớ chuyện đó. Chứ ngài không có dùng là chuyện này nhớ gì đó. Bởi vì sở ê cạch cái ta đó mà nó trong cái tâm đó nó đi nó, thì nó mới có thể nó giúp cái ông tệ quyền này làm được nhiều việc đó. Còn mà cái tâm tại vì nhiều tới những cái tâm mà mình thuộc là cái tâm hợp trí đó thì nó đâu có làm được gì đâu, phải không? Thì nó cái chữ dùng nó nên nhớ nó khác biệt rất xa. Thành ra đừng bây giờ mình nghĩ chứ định lại cái ta là không đúng, hay là sao mà thí là không đúng. Thành ra cái trí tuệ này đó, mà trí tuệ thông thường như mình cũng có chứ phải không, tâm trạng tự quyền cũng có, nhưng mà có để nó chơi chứ học hay là làm ba cái toán của kiềm trùng có nhiều, nhưng mà nó không có cái độ phải gọi mà nó có đầy đủ năng lực để nó lên. Quý vị biết là nhớ đó, trong 22 quyền đó, tức là cái 22 quyền đó, năm cái sao đó nó gọi là trí tuệ đó, là nó gọi là bên duyên si thường, phải không? Rồi cái nó mấy cái tới cái tại sao nó có bốn cái chuyện sao nữa đó. Cái chuyện bên duyên si thường, thường thường là tối đa là thiền định. Còn mấy cái sao đó, trí tuệ trong cái sơ đạo, trí tuệ trong cái từ từ cái sơ quả tới cái trí tuệ trong nghĩa là là hắn đó vẫn chia ra như thường chứ làm sao không chia được. Nên nó mình phải tùy theo chỗ đó mình mới giải thích được coi nó nằm chỗ nào mà nó đi tới đâu. Chứ còn nếu mà nói bệnh duyên si thường là có thể gì cả gì đó. Thành hồng mới chia hai quyền của gì coi ra cái phần sau cùng đó là nói về. Mà nếu mà nói bệnh duyên si giá là chuyện ấy rồi, mà cái mấy cái tên sao là nó khác đi. Thành ra đó những cái mình trí tuệ lúc nào nó làm gì nó được gọi là gì, phải là mình là
trong trong bậc thị sống với ta mắc giá đó, họ chia tới 70 mấy loại khác nhau, nó đi tại 70 mấy loại khác nhau. Thành nên nếu mà rảnh nhiều vô nghiên biết trí tuệ nào mà chỉ có đắc thiền rồi đắc được nào, đắc được đâu ạ, và có những loại trí tuệ làm được gì nữa. Đó, quý vị vô coi trong cái thị sống với ta mắc khác của ngài sẽ diễn tả đầu tiên vô là thấy 73 tệ nhau liền đó. Vô nghiên cứu ở đây là Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, dân sư ạ. Dạ, xin mời các anh chị nêu những qua những cái câu hỏi, chúng tôi sẽ đọc các anh chị ha. Tôi dừng lại một chút để cho các anh chị có cái thời gian gõ lên nha. Cho sư nghỉ chút. Rồi, như vậy thì các anh chị vẫn chưa có ai gõ lên nữa hết. Vậy thì con hỏi tiếp. Đó là xin sư giải thích hai cái sự khác, hai cái từ Paccipanna Dhamma và Paccipanna là Aramana. Một cái là cái này là cái pháp thực tại, Paccipanna ở hiện tại. Còn cái kia nó là cái cảnh ở hiện tại thì khác nhau cụ thể là như thế nào sư? Cái Paccipanna Aramana là cái cảnh ở hiện tại. Dạ. Như vậy thì trong cái thiền quán á, thì nó lấy cái đối tượng là cái Paccipanna Dhamma hay là Paccipanna Aramana. Phải mít lại cho. Nam mô Bụt Thầy Giác Chư Tôn. Dạ kính thưa chư quý vị. Cả những cái pháp nào nó đang xuất hiện thì gọi là Paccipanna Dhamma. Mà khi mà nó xuất hiện nó kiểu nào nó xuất hiện là đối tượng Paccipanna Dhamma nào. Nhưng mà mình có rõ cái chữ Dhamma còn có những cái danh sách gì. Bởi vì Dhamma này nó nhau nghĩa là nhau đó, là năm có một tết nó đang xuất hiện và một tập hợp nó là đối tượng của những cái pháp khác, cái nó khác chụp bệnh tâm mà đẹp rầm. Một cái là cái tập hợp đó có thể đang làm, nhưng mà cái sau đó nó chỉ là đối tượng của những cái lộ trình tâm mà thôi, chứ nó không có, nó không có phải giống như cái phía trước, nó có thể là đối tượng mà tùy theo cái thông ma này nó ở chỗ nào, cái thằng sau nó có thể dịch là đối tượng của nó hay không. Nằm một bức thải giá nằm một bức thải giá. Còn, bởi vì ở trong cái pháp thiền quán thì nó rất là quan trọng về cái pháp ở hiện tại, cái pháp reality, cái thực tại, cái thực tại. Thưa sư, có phải cái một cái quy trình là muốn thấy được cái tứ đế thì phải thấy được là một tướng, mà muốn thấy được một trong tam tướng thì phải thấy được cái tướng sanh diệt, mà muốn thấy tướng sanh diệt là mình phải thực tánh. Việc mà thấy pháp thực tánh là cái điều quan trọng đầu tiên ở trong cái việc mà tu tập về cái thiền quán, có phải như vậy không thưa sư? Bởi vì con nhớ một cái câu định nghĩa về cái chữ vô minh là con gõ là Avicchamane Cawapetiti, là định nghĩa về vô minh là gì, là không thấy tại. Vậy có phải rằng là phải thấy cái pháp thực tánh, thấy được tam và có thấy được tam khổ đế, phải như vậy không thưa sư ạ? Dạ, con gửi mít cho sư chỉ dạy rõ về vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy Giác Chư Tôn.
Kính thưa chư quý vị, thì cái tuệ đầu tiên là phải thấy được tính pháp rồi, chứ làm sao không thấy được. Tuệ thấy danh sắc, tuệ thứ hai thấy nhân duyên của danh sắc, thấy rõ ràng vậy thôi chứ làm sao không thấy được. Bởi vì nếu mình không phân biệt được thực tính pháp thì mình không thể thấy được cái nhân duyên của nó, không thể thấy được cái nhiệt của nó. Bởi vì cái thực tính pháp nó có sự diệt mà thôi, chứ còn chế định pháp thì nó không có sự diệt. Ví dụ mình thể chế định cái bàn nó không có sự sinh diệt trong đó. Thành ra muốn đi lên tới nơi tới chốn là phải thấy được danh sắc, tức là thấy được thực tính pháp, phải thấy được điều kiện của nó, có thấy được sự sinh diệt của nó đó. Nhưng mà khi mà thấy được sự sinh diệt vẫn bị trắc bội, thường là cái tệ thứ tư phần đầu đó. Tệ thứ hai chuyện chính là nó gọi là tà rú nát, cái thứ hai là pháp tà rú nát của thời giáp thời gia già ná và phá lá quá ập thời giáp thời gia già ná. Thì cái tệ phần đầu nó còn mềm, thành nó bị phiền não chen vô, gọi là biết bạch chân u và kỳ lê xả đó. Quý vật trên tức là chán nó chèn vô, hay là khi nào mà có đội để chèn nó lại thì cái phá lá quá có năng lực, có năng lực thì lúc đó mới thực sự là thấy sinh diệt, nghĩa là 100% của cái thực tính pháp cho tôi lên được. Còn nếu không thì thường tới đó là thường mình dễ, mình không có khả năng gì, mà thiền sư của mình cũng nghĩa là không có cẩn thận chút là mình dễ chết này lắm. Tại vì thấy cái niêm mít mình tưởng đâu mình đắc này đắc nọ rồi, đắc này đắc nọ rồi, mà đắc đã quá thì mà 17 cái anh ngủ ngầm nó chen vô rồi nó kiếm chuyện với mình là mình chết thôi, phải không? Đó. Cái gì bắt đầu là phải thấy thực tính pháp này nè, thấy nhân duyên, thấy sự sinh diệt của nó, thấy nhân duyên. Còn nếu mà chưa thấy được, khỏi có đi đâu cả, chân tại chỗ. Nam mô Bổn Sư. Dạ. Dạ. Con kính đảnh lễ, con xin có câu hỏi. Nếu mà có gì sai thì xin ngài chỉ dạy con, bởi vì con cũng không dám nói gì, bởi vì là có một vị dạy cho con là thì con được biết là vị nói với con là có một cái đế mà chưa biết đó là ngũ đế, thì con bảo là Đức Phật dạy có tứ đế thôi mà sao có tận ngũ đế. Thì vị nói rằng là ngũ đế là một cái đế ngoài, là tục đế. Thì thưa sư, cho nếu mà nói là ngũ đế thì có được hay không, hay là cái đó mình gọi làm sao mà có thể gọi được là ngũ đế và trông được cái tứ đế, thì con vẫn đang phân vân về cái việc này. Thì con mong sư chỉ dạy thêm cho con là có thể gọi là ngũ đế không, hay là mình chỉ được phép hiểu là tứ diệu đế thôi, tứ đế thôi, chứ còn cái ngũ đế đấy thì mình không được thêm vào, đúng thưa sư? Con xin sư chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bổn Sư. Dạ kính bạch chư Tổ Đồng, dạ kính quý vị. Thì biểu hỏi chứng minh cái kinh điển nào nói ngũ, còn nếu mình bàn chuyện không có trong kinh điển mình bàn gì thì dĩ nhiên nó có hại chứ không có. Ví dụ tứ đế, cái đế ngoài là cái cẳng mình, nó gó cẳng mình á. Muốn chắc chắn ông ngồi gì thì để xin cho biết cái bài kinh nào nói tới cái đế đó, thì mình mới nghiên cứu rồi mình mới biết như thế nào thế nào. Thế là tự nhiên không biết có
vì lạc ngôn vậy thì chịu chết luôn. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Rồi xin mời các anh chị khác. Anh chị khác nè. Rồi các anh chị vẫn chưa có nêu câu hỏi thì con xin nêu cái vấn đề. Là cho cái vấn đề đó là con hỏi cái này cũng nó cũng được cao qua, nhưng mà cái điều con muốn hỏi mặt lý thuyết thôi thưa sư. Tức là vấn đề mà các cái vị mà họ nhập thiền quả đó thưa sư, là họ có phải là họ giống như họ nhập định không, hay là họ có thể nhập thiền quả ở bất cứ cái tư thế nào thưa sư? Con câu đó thì trong cái cuốn nào con cũng không nhớ chính xác, thì họ có cái vị giáo họ có nói rằng là cái bất thiền quả thì có thể là nhập ở kỳ dù đang đi đang đức à, thì không biết cái này nó như thế nào, thì con muốn xin sư xác nhận lại rõ hơn về mặt pháp học thôi thưa sư. Dạ, con kính gửi mít cho sư. Nam mô Di Đà Phật. Thiền nào cũng có thể nhập được tư thế thường mình để thấy người ta phải ngồi, tại vì người ta thường thường ta nhập thì người ta ngồi với chắc ăn, thật sự ra không phải. Mới nào mà mình thấy nó không, nó không được cho lắm đó. Cái này chúng tôi cũng đọc sách dở thôi nha, chứ chúng tôi chưa có nhập loại thiền này bao giờ. Muốn nhập cũng được, thì người ta có thể ngoại trừ tư thế đi thôi, ở trong đó người ta không có nói tư thế đi. Khi người ta đứng, người ta nhập được thì để có cái pháp niết bàn đối tượng, đứng trong vòng mấy phút hay 10, 15, 20 phút gì vậy. Rồi, nằm thì nằm cũng vậy, có nhiều người họ cũng nằm. Hoặc là ngồi thì thường thường đa số là nhập thiền rồi ngồi, nhưng mình đi thì không có thấy, tại vì thường thường mình đi cái lộ trình mình nó phải hoạt động, khi hoạt động để nó điều khiển cái có mà làm cho cái chân mình cử động thì mình không thể nhập thiền được. Bởi nhập thiền nó chỉ thường là niết bàn, nếu mà nhập thiền thiền quả mà nhập thiền định chỉ thì nó có đối thiền chỉ đi thì không thể thấy ra, vẫn có thể làm được. Đó là lời giải thích con số gì mình phải nói là Acariya, tức là tư tưởng của các bậc bậc tổ đó. Chứ còn trong kinh điển thì không thấy, trong kinh điển có nói là quả thiền này thiền nọ chứ không có nói tư thế, đa số là nói tư thế là cũng không có biết. Thứ hai có thể là mình học chưa tới, mình học ít quá chưa tới nằm đều thấy, nhưng mà để ráng thì mình ráng mình đắc cái gì rồi mình để có kinh nghiệm mà mình đi dạy dạy có lẽ hấp dẫn hơn. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con kính thưa sư, cái con thấy nhiều người ta thường ở Việt Nam á thưa sư, dùng cái chữ tứ đế, người ta dùng cái chữ là tứ diệu đế, nhưng mà Ariya Sắc Chá, Ariya Sắc Chá thì mình phải dịch là thánh đế mới đúng chứ thưa sư. Con không biết là dùng cái chữ diệu vô đó là nó có được không, con thấy nó không đúng với lại cái gốc của cái từ Bali. Ariya Sắc Chá đó là tứ thánh đế,
tức nghĩa là sự thật mà do một cái bậc thánh họ chứng ngộ, hay là cái sự thật mà khi mình chứng ngộ cái đó thì trở thành thánh chứ. Còn cái chữ diệu này con chưa hiểu, thì xin sư chia sẻ thêm về cái quan điểm của sư về cái chữ tứ thánh đế với là cái tứ diệu đế, thì nó có khác hay nó giống nhau hay không thưa sư? Con gửi mic cho sư ạ. Nam mô Bố Thầy, kính bạch chư tôn, kính thưa sư quý vị. Chúng tôi thì không biết tiếng Tàu thư, hoặc là trong room này có người nào người Tàu hay giỏi tiếng Tàu, tiếng Hán thì xin cho biết cái chữ diệu ra nó có nghĩa là như thế nào. Nhưng mà thường thường đó, từ này nó đã được truyền nó có thể nó sẽ xài được mấy không có ấy, nhưng mà thường thường đó, trong những cái kinh của Bắc truyền thì nó dùng cái tứ diệu đế nhiều, chứ thường trong kinh điển của mấy cái vị mà nguyên thủy thường ta thánh đế đó, người ta không có, ít thì có nhưng mà ít khi người ta gọi tứ diệu đế. Nhưng mà cái đó là tại vì mình không hiểu chữ Hán cái chữ diệu đó có nghĩa là gì. Nhưng mà chữ diệu có nghĩa là đặc biệt hay thì ông chùm để xài chung được. Nhưng mà diệu Quỳnh rảnh rảnh gặp người nào tiếng Hán giỏi hay hỏi thử coi chữ diệu cho đó có nghĩa là gì. Cái Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch ngài, cho con cũng được hỏi tiếp cái câu ngài vừa hỏi, như là bát chánh thánh đạo khác nhau ở chỗ nào thưa sư ạ? Con cũng nghe thấy hai cái từ đó, nó thấy hai người nói nó cũng có cả bát chánh đạo và bát thánh đạo ạ. Dạ. Con mong sư chỉ đại cho. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa cho quý vị. Đúng ra mình phải nói bát thánh đạo, tại tám đi chung nó chỉ đi ở trong cái tâm siêu thế mà thôi. Còn tám cái chi đó nó ở trong tâm hiệp thế thì không bao giờ nó đi chung nhau được. Tối đa thì có năm chi thôi. Bởi vì ba cái chi sẩm ma qua cha, sẩm ma cầm văn tà, sẩm ma chi quá đó. Trong tâm hiệp thế thì nó đi một lần một chi mà thôi, chứ không đi chung ba được. Nhưng mà nó chỉ đi chung ba là khi nào cái tâm đó ở trong tâm siêu thế, tám chi đó trong siêu thế là sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, quả thì tám. Thành ra nó tám gọi là bát thánh đế, chứ không thể nào nói là bát chánh mà bát thánh đạo, chứ không thể nào nói bát chánh đạo được. Bởi chứ nếu mình dùng chữ chánh đạo thì có thể nó là năm chi, nhưng mà trong một cái thời gian này vẫn có thể có đủ tám chi, nhưng mà không có đi chung nhau được, không đi chung. Ví dụ như bây giờ mình đang thọ sinh thọ giới thì mình có thể mình có sáu chi, những cái giới mà liên quan tới thân thì sáu chi, hoặc là liên quan tới khẩu thì nó cũng sáu chi thôi, liên quan tới công ăn việc làm thì cũng sáu chi thôi chứ không. Nhưng mà nếu mình sinh đầy đủ mỗi lần sáu chi mà sáu lần ba này cũng là tám, nhưng mà nó không có chắc chắn, chỉ có trầm trừ thế nó mới luôn luôn là đi chung. Nếu gọi cho nó đúng là bát thánh đạo, chứ gọi bát chánh đạo có thể là nó không được chính xác. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Sẵn sư vừa mới trình bày về cái bát chánh đạo đó, sư trong một cái đoạn kinh đó, thì có dạy rằng là khi mà sammā ditthi mà sanh khởi đó, thì cái sammā saṅkappā nó sanh khởi. Rồi cái sammā saṅkappā mà nó sanh khởi thì nó làm duyên cho cái sammā quá mà là tám cái chi đó, là nó sanh khởi là cùng một lúc hay là nó sanh khởi
nó sanh khởi cùng một lúc thì rõ ràng là nó chỉ có ở trong tâm đạo với tâm quả thôi. Như con học thì con biết là chỉ có trong tâm đạo với tâm quả thôi. Nhưng mà lại có một đoạn kinh thì nói là như vậy đó, thì chỗ đó là đang muốn dạy về vấn đề gì? Dạ, xin sư chỉ dạy về cái câu mà con vừa mới nêu ạ. Dạ, con gửi bích cho sư. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn. Dạ, kính thưa vậy. Thì trong Dương Khởi mà giải thích cái chỗ đó thì họ cũng nói vậy. Họ nêu tại từng chi nhưng mà nó đi chung nhau. Là xả cha tạ bạch chi á. Nghe đi chung nhau. Cả tám chi vậy đó. Thì kia đi chung tám chi thì chỉ nó nằm ở trên tâm siêu thể thôi. Còn nằm ở dưới tâm hiệp thế thì không bao giờ đi chung nhau được hết. Tối đa năm tám mà tối đa năm chi chứ không được tám chi. Nghe là trong thường thường đó, mấy cái chi mà mình biết nó đi chung hay là đi chung chỗ nào đó, thì thường thường coi trong duyên hệ thì thấy rất là rõ ràng, bởi họ giải thích hết đó. Đó thành ra còn ở ngoài thì nếu mình không vừa đó thì nhiều khi mình nói thì cái người có học gì pháp thì họ tin, chứ còn không học gì pháp thì không bao giờ tin. Ví dụ như cái trong cái bài gì mà bên Trung Diệu Pháp họ dịch ra họ đọc á, bác thánh đạo con đường chánh giác á, thì tùy theo họ dùng. Nhưng mà nếu mà nó tới tám chi đó mà dùng lần tám chi thì nó phải ở tầm siêu thế mới đúng, còn nếu mà ở tầm siêu thế không bây giờ đúng đủ tám chi. Nam mô Bích Thầy Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, xin mời các anh chị khác nêu vấn đề để cho sư chỉ dạy ạ. Dạ, nếu các anh chị vẫn chưa có ai đưa lên á thì con xin nêu cái đoạn kinh như vậy ạ, thưa sư, là do tu tập và làm cho sung mãn về vô thường tưởng mà tất cả những cái dục tham được đoạn tận, tất cả những cái sắc tham được đoạn tận, rồi hữu tham được đoạn tận và vô minh được đoạn tận. Như vậy thì xin sư chỉ dạy giảng rõ về cái chữ ở trong đây là vô thường tưởng, là mình đang thấy bằng chế định hay là mình thấy bằng chân đế? Tại vì chữ tưởng là đương nhiên là chế định rồi, thưa sư. Mà nếu mình thấy chế định thì nào mà mình đoạn tận được phiền não? Thì không biết cái đoạn kinh chỗ này thì mình nên hiểu như thế nào, hay là có vẻ là do dịch hay như thế nào đó, con cũng không hiểu rõ. Thì sẵn ở đây xin sư giải thích luôn cái chữ là chữ sắc tham, chữ hữu tham là nó khác nhau thế nào, thưa sư. Dạ, con gửi mic cho sư ạ. Nam mô Bố Thầy Giả Kinh Bạch Chư Tôn. Dạ, kính thưa sư quý vị, có nhiều cái chữ dịch mà mình không có thấy Bali thì mình không có biết được đâu mà giải thích. Nhưng mà khi mà sung mãn vô thường thì nghĩa là sung mãn cái sự chứng về cái trạng thái vô thường. Mà chứ mà dịch chữ tưởng thì có lẽ là nó không được chính xác. Nhưng mà tại vì mình không có hiểu cái chữ Bali nào, thành ra mình chỉ nói thôi, chứ còn mình thì không có được. Còn thường thường ở những cái chữ như hữu tham hay là sắc tham này kia xong được. Người ta dịch người ta muốn làm cho nó ngắn, cho nó vừa phải, thành ra người ta có thể bỏ một số cái chữ, hoặc là người ta muốn nói ngắn gọn để cho người ta đọc gì đó. Chứ mà thật sự ra đó, ví dụ như chữ tham mà là phá quá đó thì nó hữu rồi, cũng quý vị biết là chấp cái này chấp cái nọ. Còn nếu mà sắc tham thì cũng vậy, là cái tham này đó nó có những cái đối tượng là sắc, nhưng bên cạnh cái đối tượng là sắc pháp đó, nó vẫn dính mắc trong cái loại sắc đó. Thì cái sắc này là thường thường đó, nếu mình dùng những cái chữ như vậy đó, nghĩa là sắc tham hay là tham ái nơi sắc này kia ông chồng, thường thường mấy cái đó là chế định đó, đó chứ không có ấy. Bởi vì nó thật sự ra cái người nào mà thấy được cái thực tính pháp rồi đó thì nói thật sự là cái những phiền não mình gọi là nghĩa là thô thiển, nó cái đâu nó tự vậy đó. Khi mình
tới cái mức độ đó là rất là khó khăn cho những cái phiền não hay là những cái tâm sở bất thiện nói chung cho được. Vì là ở cái tệ thấp, những cái tệ mà mình đã sung mãn phía trước rồi thì những cái phiền não nó khó chung vô lắm, khó chung vô. Tại vì thường đó, nó bắt đầu gần tới triệt triệt tới cái tệ sẵn cả hành, tức là sẵn cả rùi cả nhà nó đó, thường đa số là nó rất là trong sạch. Bởi vì khi nó tới đó nó chỉ ngừng lại có một vài trường hợp mà thôi. Vài trường hợp là người đó làm cái ngũ nghịch, tôi cũng ngạc nhiên chứ, làm ngũ nghịch tội sao còn cũng đi lên tới đó là hay đó. Cũng hay thiệt chứ không phải. Nhưng mà thật sự ra thì mình coi thì trong kinh cũng có nhiều người tới đó, thí dụ nghe là có khả năng tới đó rồi mới làm về cái chuyện của mình đại tội nghe đắc trước rồi mới làm sao chứ không phải làm trước. Thành ra nó có những mà mình nghe là nó nằm ngoài sự hiểu biết của mình, mình rất là khó nói khó nói gì lắm. Nhưng mà thường thường đó, nếu mà chúng tôi cũng thích tất cả những người mà có khả năng mà dịch kinh điển, nếu có chữ nào dịch được thì dịch, chữ nào dịch được nên giữ chữ gốc của nó để làm giống như bên Thái hay Miến Điện. Thái Miến Điện ví dụ như chữ sạch tiện, nó để nguyên chữ sạch tiện chứ nó không có dịch, phải dịch làm cho người ta rất dễ, người ta đọc người ta khó chịu, họ không có dịch, rất nhiều chữ vậy đó. Cái gì mà khó là họ không có dịch. Còn mình Việt Nam mình dịch rồi cái tùm lum dùng một chữ vậy đó, không hiểu nó như thế nào đó. Thành ra cái chuyện mà có những cái nếu mình giữ có những cái chữ khó khó mình học, mình được tiếng thì mình nên giữ cái chữ đó nó tốt hơn, nó giúp cho người sao học. Chứ mình bây giờ đi học nhiều cái chữ mình phải lật từ điển rồi mình tra coi nó như thế nào chứ không dễ. Nó rất là khổ tâm cho những cái người mà phương diện ngôn ngữ mình không được thuộc loại có cái lô rất là. Thành ra có những cái câu thì chỉ nói đi một cách tổng quát cái thôi, chứ còn nếu mà nói nhiều chi tiết thì cái đó là chúng tôi không có khả năng đâu. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy, kính tri ân sư về cái lời dạy vừa rồi ạ. Con gửi mic lại cho cái nick là Chiếc Lá Mùa Xuân. Xin mời mic. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin đảnh lễ sư Liễu Tông, con xin kính chào quý sư Hiệp, quý tu nữ tràng. Dạ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa ngài, con muốn tìm hiểu, con muốn học kỹ về cái thập phúc hành tông đó thưa ngài. Ngài có thể chỉ dạy cho con được cái con phải đặt là cái nguồn đại tin cậy á thưa ngài, để con hiểu chi tiết luôn á thưa ngài. Dạ, con xin gửi mic lại cho ngài. Nam mô Bụt Thầy, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Nếu chúng tôi nhớ không lầm thì web của thư viện giáo Nguyên Thủy gì đánh thử chứ đó lên đều có quyển đó, thư viện Phật giáo Nguyên Thủy. Hoặc còn nếu ở Việt Nam thì liên lạc mấy chùa như chùa gì ông Thiện Minh hồi xưa có tài giải quyển này không, có chùa Phú Quang đều phải, không biết phải chùa Quang này không. Ở Việt Nam nhiều lắm, cái gì cũng tìm chùa có xuất bản sách vở đồ này kia, hay là có thể xuống chùa Bồ Đề của sư Chánh Minh thì sẽ sách vở cũng nhiều nhiều lắm. Thì họ giải thích rất đầy đủ thì mình chỉ đọc thôi. Còn nếu mà lỡ mà tìm sách không thì dễ hiểu nhất nói theo nhà thơ không
hỏi người ta cái gì không biết thì cứ tra Google, đánh như, lên Google đánh một cái là nó ra là cái có một số cái quyển mà nó ra là mình đi hỏi này, ai ta có kinh nghiệm thì nó chỉ cho mình. Chứ còn nhờ hỏi Phật tử ở đây thì thường là chúng tôi nói chơi trong Việt Nam thì chúng tôi hay liên lạc với Hậu Tông đó, nó có cái thư viện sách đó, nó có nhiều quyển lắm mà ngoài hỏi tử chúng tôi không biết có quyển đó hay không. Hoặc là hồi xưa Thiện Minh còn sống thì chúng tôi cũng có liên lạc với chùa với sư Thiện Minh ở chùa Bú Quang nè, hay coi có những sách gì hay hay thì họ gửi cho. Giờ thì mấy ông đó đi đoàn tụ sớm quá giờ đã có liên lạc nên nó ra rồi. Gọi là lên Google hỏi thử hoặc là liên lạc cái chỗ quan. Dạ con xin tri ân ngài. Tại vì con Google ra đó ngài thì con thấy rất là nhiều, đúng là rất là nhiều, nhưng mà con không biết là cái nguồn nào mới là đáng tẩy đó ngài. Nhiều khi viết lum tùm la vô mình có biết là cái nào là cái gốc, bởi vì con cũng sợ là như vậy. Dạ con xin tri ân ngài. Nam mô Bố Thà, dạ kính bạch chư tôn hàng giả, kính thưa chư quý vị. Thì quý vị coi cái người viết là tên gì là ai, thằng thư của thật thường Phật giáo Nguyên Thủy đó. Thì theo tôi biết đó, thì của Hậu Tông, ngài Bố Trơn, sau này có ngài Giới Nghiêm, rồi bây giờ thì có ngài Hậu Pháp Viên Thông đó. Đó. Còn một số cái gì khác nữa, nhưng mà đại khái là những cái ngài mà trưởng lão mà của hệ Nguyên Thủy đó, thì quý vị có thể đọc được, không sợ gì cả. Đó. Vào thời xưa thì ngài Bố Thị Tông với ngài Hậu Tông, ngài Bố Trơn đó có rất là nhiều. Tên tính tổng cộng có mấy trăm quyển chứ không có ít đâu. Nhưng mà đối với mấy ngày đó thì ngày viết không có nhiều, đọc thì nó khô khan chút. Tại vì có lẽ là giống như mấy vị thời xưa đó, người ta viết mà thêm mắm thêm muối để đọc cho nó hay ấy, người ta sẽ sai lạc cái điều mà Đức Phật dạy, nên người ta không có dám. Chị cũng coi nếu những cuốn sách đó có những cái tên của những vị cầu tăng đó thì vì lấy xuống xài vẫn tốt như thường. Nam mô Bố Thà. Dạ dạ con xin tri ân. Dạ con mời đạo tràng. Dạ mặt rung là con kính tri ân sư về những cái lời dạy vừa rồi. Dạ xin mời các anh chị khác cứ việc nêu những cái câu hỏi lên. Các anh chị nào cứ việc nêu câu hỏi lên. Dạ thưa sư, ở trong Bali có chữ phí ní quê xá, thưa sư. Chữ này nè thưa sư, thì cái này là có phải rằng là ám chỉ về cái quan điểm hay là cái thái độ mà khi mình chỉ cho rằng là chính cái điều này nè nó mới là chân lý, và ngoài ra đó làm điều là không phải hết, mình không chấp nhận, thì đây có phải nó là một cái thái độ, cái y đằng sắc chá phí ní quê xá, thì xin dạy giùm con thêm cái ý nghĩa của cái từ Bali này, là đang có phải rằng là ám chỉ về cái vấn đề mà gọi là mình cố chấp trên một cái sự thật hay không, thưa sư. Con gửi mic lại cho sư. Nam mô Bố Thà, gia kinh bạch chư tôn, dạ kinh thưa chư quý vị. Thật sự cái chấp này nó rất nguy hiểm, cái chữ này chấp rất nguy hiểm. Ví dụ mà cái điều của gì thầy đó còn mấy cái gì không có đúng, thành ra cái chữ phi ni về xã dầu rằng phía trước nó chỉ mà chưa chắc cái đó là chưa thật đâu, đúng cái ý nghĩa của nó.
Bởi vì dĩ nhiên, ví dụ như giờ mình học với một vị thầy nổi tiếng này, có thể gì đó không có sang mà cái đầy đủ ý nghĩa giống như cái lời dạy Đức Phật thì chưa chắc, nhưng mà vẫn có người chấp vô cái là trúc hạ của công phu đó mới phát hiện cái sự sai lầm rất là lớn, nên sẽ làm rất lớn đó. Thí dụ như thời bây giờ đó, rất nhiều người có những cái lối hành đó, nó không có sai, nhưng mà mình cho nó là số một là không được, thì đang sạch trả với áo biến niệm và giá đó, mình cho cái điều đó là số một là không có được. Ví dụ như người đi theo cái nhóm ngài Ma Si thì học xếp là nhất, rồi cái người bên Thái cũng có vài cái vị mà họ nghĩ là cái ấy, nhưng mà cái cách của nhìn này. Ví dụ như cái Achan, như Achan Thon được ấy, quý vị thấy cái hình mà ông đưa tay lên là ông quan sát cái chuyển động của cánh tay đó, rồi nó đúng rồi cũng không có nên đó. Bởi vì Đức đó, nghĩa là ngài dạy tùy theo cái giọng trí, cái người đó lọt vào giọng trí ngài kiểu nào, chứ ngài không bao giờ ngài đưa một cái mà kim chỉ nam cho tất cả mọi cái đám tư tới chúng phải theo, không có. Từ luật thì ngài bắt buộc, nhưng mà học cũng có. Thành nên nhiều người ta đọc ta không biết cái này nói sao, trong bài kinh đó Đức Phật nói vậy, trong bài kinh này Đức Phật nói vậy, nhưng mà mình nên hiểu lọt về giọng trí của ngài, ngài mới nói cái điều đó, cái điều thật đó phải nói như vậy. Nhưng mà cái ông khác lọt về giọng trí ngài kiểu khác thì ngài phải dạy đúng cái câu đó, nhưng mà cái ý nghĩa người đó hiểu khác. Nó khổ là khổ cho đó, mà mình thì không có khả năng là cái mình chấp ở cái này của lời của ngài Xá Di Bồ Tát này nhất rồi trong cái. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, ngài lời ngài nói thì đúng rồi, nhưng mà chắc gì mình hiểu đúng là lời ngài nói đâu, mà mình cả quyết là cái đó số một rất là khó khăn chứ đâu có dễ. Vậy thì thành ra Đức Phật khi mà ngài Anan hỏi ngài đó, khi ngài tịch rồi đó thì lấy ai là người thế ngài này, có rất nhiều người Đức Phật đâu nói. Ngài chỉ nói là pháp nào ta đã tuyên tiết, luật nào ta chỉ định cho người pháp, và luật ấy là thầy của người khi Như Lai Niết Bàn. Nói rất rõ ràng đó. Ngài đâu giao cho ai đâu đó. Mà giống như chúng tôi nói đó, là cái 84.000 mà được kết tập tâm tạng, cái đó chỉ dành cho hai cái hạng tục kích nhu duy quyết, không dành cho chúng ta nhớ cái đó. Hay là chúng ta hiểu rồi phải lật thêm chú giải, sớ giải, đi ca rồi này kia ông sùng. Chứ còn mình nhìn vô mình đọc mấy bản dịch cái mình thấy sao dễ hiểu quá này kia ông sùng, coi chừng. À, bởi vì mình không thuộc vào cái loại đó đâu em, coi chừng. Nên bản thân dầu rằng mình đọc những cái lời đó, nhưng mà cái bộ này nó cũng cẩn thận, không phải coi chừng. Chứ đừng có nghĩ rồi mà. Cái này của lời giải thật mà được các nhà kết tập tâm tạng truyền lại, bảo đảm chúng tôi không nói nó sai, nhưng mà nó mình hiểu sai, mình nhớ chị Mô Bích Thạ vậy. Nam Mô Bụt Dạ, thay mặt trong rừng là chúng con kính tri ân những lời giải được. Dạ, xin mời các anh chị khác, chúng ta còn khoảng chừng là 10 phút nữa thôi đó các anh chị. Dạ, xin mời các anh chị, con kính mời sư nước. Xin mời các anh chị nêu những cái câu hỏi lên. Dạ, con cứ chờ chút xíu cho các anh chị có thời gian để mà hỏi lên đó. Dạ, thôi để đỡ mất thời giờ là chúng con xin anh nêu vấn đề lên. Dạ, có một cái vấn đề
À, Pháp sư, đó là cái đọc, con cũng có đọc trong một số những cái kinh của Bắc Tông đó thôi sư, bên bên Đại Thừa, bên Bắc Tông thì họ họ lấy cái lý tưởng là cái lý tưởng Bồ Tát để mà trở thành một cái bậc chánh đẳng giác, và họ cho rằng là cái giáo lý nguyên thủy thì lại là sử dụng cái lý tưởng là A La, hay là cái lý tưởng là Thanh Văn. Nhưng mà con thấy rõ ràng là ở trong đọc ở trong kinh hệ nguyên thủy Đức Phật vẫn có dạy đề cập tới là cái lý tưởng, là cái cách mà để mà coi như là cái lý tưởng Bồ Tát để mà tu đến cái bậc chánh đẳng. Cụ thể như là cho cái vị tỳ kheo thành chánh đẳng giác, sau này thành là Đức Phật Di Lặc các thưa sư. Đó. Như vậy thì ở trong kinh Nguyên Thủy là vẫn có nói tới là cái lý tưởng để mà tu tập, tu học để mà đạt đến cái chánh đẳng giác. Thì con không biết rằng là có phải rằng là chủ trương của Phật giáo Nguyên Thủy là lấy cái lý tưởng là hay là A-la-hán làm chủ đạo hay không thưa sư. Nhà sinh sư chỉ dạy đẻ về cái vấn đề này. Đó. Còn biết là cho sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Giáo Phật, Đức Phật này hiểu Phật đó, thì cũng chỉ dạy tới con đường mà chứng đắc thánh quả, tức là A-la-hán rồi. Nhưng mà trong số những cái người mà sống gần mình, nó có những cái đặc biệt là họ muốn chứng đắc rồi đó, cái điều mà họ chứng đắc họ sẽ được phổ biến rộng rãi trên nhiều cái phương diện. Đó là lý do tại sao họ nguyện thành Phật, mà nguyện thành Phật phải ba tạo ba la mật, ba chục bài ba la mật thì mình gọi là Bồ Tát. Nhưng mà bây giờ thí dụ như là huynh hay chúng tôi đây đó, nguyện được giải thoát cũng gọi là Bồ Tát, nhưng mà tác của mình là gì, là mình lựa theo con đường đi các bậc đã được giác ngộ, tức là đi theo con đường giới định, nói cách chánh tắc là giới định tuệ. Mà muốn theo đường giới định tuệ phải có điều kiện, chứ còn không phải nào như bên phát triển cái ông Bồ Tát gì mà cái bụng bự dần dần mà đi tới đâu nhậu tới đó, cái gì đó Bồ Tát gì. Hỏi không? Nghĩa là ông uống rượu thì làm sao ông nói Bồ Tát là tào lao. Nghĩa là nói thật sự đó, rằng bộ này nghe chưa được còn ký mấy người trong tâm này nữa, ngũ giới rất là, chứ không phải là giống như tào lao nói này nói nọ. Nhưng mà bên đó họ coi cái Bồ Tát quan trọng, ngay cái người đi tu rồi. Người đi tu là thật sự ra đúng theo nguyên tắc là giới hạnh đàng hoàng, là thứ thiệt, là thứ cũng thuộc gọi hạng người cao thượng đó. Nhưng mà bên họ đó là tu rồi vẫn phải thọ giới Bồ Tát, thấy không? Thành ra đó là những cái chuyện mà nó không có phù hợp. Quý vị nào mà không tin chúng tôi, cái gì nào ở giới Bồ Tát xong đi tới để xin thử coi cái bố thí ba la mật của ông tới đâu. Nó xin nhà, xin cửa, xin rồi cũng có cửa xe cộ, vẫn có quý vị dẫn ra ngoài bác sĩ nha sĩ xin nguyên bộ hồng răng không cho ông ăn cháo, thấy không? Nói cái người mà phải nói chứ hạ thủ công phu mà Bồ Tát là giàu răng vẫn là phàm nhân mà vĩ đại, bởi vì mình phải hy sinh bao diễn thể dạy là mình muốn đi theo một cái mức giống như Đức Phật thì như phải thọ bao nhiêu thời gian cái đầu hết, rồi sau đó nó cảm thấy của mình đầy đủ, ta xin mình có thể mình tự hào cho một cách không tiếc, không tiếc nói gì. Còn mình nói là nó lại xin cái mình cái eo eo lại rồi được, vậy là mất của cái nguyện hạnh của mình đi chứ. Đó. Rồi sau này khi Đức Phật nào mà thọ ký rồi đó, là từ đó về sau đó nó xin mạng sống cũng vẫn phải cười cười mà cho nó ở đó.
Không? Nên nó rất là khó. Mà trong bao nhiêu, thí dụ như mình nói, cái vị Bồ Tát mà hành Ba La Mật cũng phải ít nhất phải bốn A Tăng. Quý vị là nhớ bốn chuyện, bốn A Tăng kỳ là chuyện đâu phải ai cũng có thể làm được đâu. Trong khi bây giờ mình hiểu mà nói, giờ mình không có khả năng để mình, cái chuyện quá lớn rồi, thôi tạo Ba La Mật trăm ngàn kiếp thôi để thành sơ quả thấy khỏe rồi đó. Thành ra cái chuyện mà giải thoát là theo nguyên thủy, cái chuyện giải thoát là quan trọng, chứ không phải là cái chuyện mà Bồ Tát là quan trọng. Bồ Tát có gì nguyện cũng được, có gì không nguyện, có gì cứ tạo Ba La Mật đi, rồi tới khi nào thành sơ đạo sơ quả này kia, ta thành tinh văn được này cũng được, chứ không có đâu á phải gì đâu phải thành Phật. Mà nếu tất cả mọi người đều nguyện Phật thì ai độ ai? Vì cái nghĩ gì đi, mình làm chuyện đây anh đó không vô lý mà phí thời giờ vậy. Ráng cố gắng tu tập để đúng tới cái ngày nào đó nó đầy đủ rồi chín mùi và nó mặc tiền mình đắc sơ quả gì cũng là và đi ra khỏi luân hồi là tốt rồi. Chứ ở đó mà lo mà năm mộ Nam Mô Bụt Thà. Dạ, dạ con thay mặt trong rừng là kính tri ân những lời dạy của sư gặp. Dạ, vấn đề đó cũng là một cái vấn đề mà, dạ, cũng nhiều người cứ bàn đi bàn lại nhiều, dạ, rất là rõ ràng. Thưa sư, ở trong cái Bali có ba bốn cái chữ, có một cái đoạn kinh dài quá hết, dạ, nói rằng là các pháp thì nó có sanh hữu, có tái hành, cái pháp nó không sanh không hữu không tái không thì con nhớ mình cái chữ Bali, ví dụ như là á cha tăng, á phu tăng, á ca tăng, á sanh kha tăng, thì như vậy có phải rằng là cái chỗ này là bốn cái từ này là đang ám chỉ vô vi niết bàn, có phải như vậy không, có phải vậy không thưa sư? Là á cha tăng tức là cái pháp này nó không có, á phu tăng có nghĩa là không có, vô hữu, á cá tăng có nghĩa là nó không có được tạo tác để mình làm ra, và á sanh kha tăng có nghĩa là không phải là pháp hữu vi. Như vậy có phải rằng là bốn cái từ này là đang ám chỉ là cái pháp vô vi niết hay không thưa sư? Dạ con gửi mít cho dạ. Nam mô Bồ Tát Giá Kinh Bạch Chư Tổ Ngài Giá Kinh Thưa Chư Quý Vị. Đó là cái tên này chỉ cho niết bàn. Và niết bàn nó có tới 70 tên khác nhau. Quý vị nào muốn vô thân à, có niết bàn, đánh thức của niết bàn tới 70 mấy loại khác nhau, nhớ cũng đủ mệt rồi chứ đừng nói. Nhưng mà những cái này đó chưa vào cái một cái loại thực tinh pháp mà người ta chế định rất nhiều từ để cho phù hợp tất cả mọi người ta nhớ, người ta có thể ta niệm dùng cái chế định nhận định để gọi làm đề mục của thiền chỉ, đề mục của thiền chỉ bảy mấy loại rồi là nội mình nhớ không, tóc mình cũng bạc gần hết. Những cái chữ thì nó tại vì mình dở Bali quá, thành ra mình đọc mình không thấy cái âm thanh của nó hay, chứ thật sự nhiều cái đọc hay lắm. Có ông đó, ông hồi xưa quen ở bên Thái, ông sư ông niệm mấy loại cái tên của niết bàn tối đó, ông trước khi ông đi ngủ ngọn tụng 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 tụng, mình nghe mình mê luôn, cái âm nó rất là hay, tại nó sắp theo thứ tự âm rất hay, chứ đừng nói vậy. Nhưng mà tới những cái đó đó tên của niết bàn, thành ra quý vị cũng giống như chúng tôi, cái gì biết cái nhiều thì hay nhiều thôi, chứ còn thắc mắc nhiều quá thật quá. Nam mô Bụt Thà Giá Kinh Bạch Tổ Ngài Giá Kinh Thưa Chư Quý Vị. Cả phước báo nào phát sanh nhờ pháp thoại nại xa chư tôn cùng cần xin trong đạo tràng có khả năng chấm dứt các ác pháp ngủ ngầm đại tâm. Nam mô Bụt
Sankhaya, Nam Mô Ratanataya Sa. Sa thủ đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Liễu Tâm đã từ bi giảng giải những câu hỏi trong đầu tràng, nhất là câu hỏi của huynh Phật Pháp. Phải nói là mình hỏi Ngài mà Ngài trả lời dân khàng tiếng luôn đó. Huynh ơi, huynh dân nước cho Ngài vào. Và cảm ơn rất là nhiều ngày hôm nay đã đỡ bích cho Nhục Quỳnh. Dạ, sa thủ đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Liễu Tâm đã từ bi giảng giải những câu hỏi trong đạo ca, con học hiểu và có thể hành theo ít ngay hiện tại và được sự an vui dài. Chúng con một lần nữa thành kính đảnh lễ tri ân Ngài, và chúng con cũng thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Đến với quý Ngài, nhất là Ngài Liễu Tâm đã duyên quý Ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Ô tâm ăn ghê đà quạnh đê hăng thẩm anh chết đức quý thần quả răng thẩm mê vô ca li tô đổ sô thẩm mô cà mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu đầm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Ua tam ăn ghê nà quạnh đê hăng sẵn khanh trà đưa quy thốt tam ăn. Sẵn khê vô khá li tô rỡ sâu sẵn khô cầm mặt tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là thành tăng và thành tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Trí Đức từ bi phúc trước cả đạo tràng. Sắc cát tô bồ sa thân tâm mong qua răng hi thân đề quả đa năng bồ tê a na đa qua sam bê đu ba sam bê tu tê sắc cát tô tâm maratango tâm mong qua răng bari lo ba sam năng tham mất tê chê na so thi na na san tu ba đa qua sam bê phật gia vô